những bông hoa đẹp nhất và dễ thương nhất mà bạn nên xem ngay. Đây là video mới nhất của kênh Local 1040. Trong video này mời các bạn cùng thưởng thức những bông hoa đẹp nhất và dễ thương nhất mà bạn không nên bỏ lỡ dịp cùng chiêm ngưỡng chúng. Hoa là báu vật cho Thượng Đế ban tặng cho nhân gian. Thế giới quanh chúng ta muôn hình vạn trạng thì các giống hoa cũng đa dạng vô cùng. Có những loài hoa chỉ đẹp tuyệt dưới ánh nắng mặt trời sưởi ấm mọi con tim thổn thức, thì lại có những loài hoa lại diễm lệ và tỏa hương thơm kỳ diệu khi màn đêm buông xuống. Có những loài hoa chỉ thắm đượm một màu, nhưng cũng có những loài hoa đủ màu sắc thắm như một bức tranh được phối màu rất công phu đến bất ngờ và thật rung động khi chiêm nghiệm chúng. Có loài hoa mang vẻ đẹp thanh khiết, có loài lại thanh mảnh và vô cùng yêu kiều, có những loài hoa lại phát ra ánh sáng lân tinh dịu dịu vào ban đêm, vân vân và vân vân. Sau đây mời mọi người cùng xem tiếp video này để cùng lắng nghe hơi thở của các loài hoa. Hy vọng hoa đẹp, nhạc êm dịu sẽ mang đến cho mọi người những phút giây thanh thản, thư giãn tuyệt vời nhất.